mình buồn lắm. Ngõ trước giường sau tiêu đều vắng lặng. Xuân đã về chưa mà con chưa mẹ vẫn chưa về. Đốt ba nén nhang cắm giữa bàn thờ. Lời phấn nguyện nghe như lời tâm sự. Ông ơi con của mình Tết nhất mà nó chẳng về thăm. Nhà còn con gà mà tôi không dám làm thịt cúng ông, là muốn để nó về vui say ba ngày Tết. Ngày quét bánh phòng đêm Tết canh nồi bánh tét. Giờ đợi mối mòn mà nó có về đâu. Mong anh trai sẽ mang về cho ta áo mới ba ngày xuân. Đi khoe xóm xiềng vui tung tăng ngoài ngõ. Bóng chợt buồn băn khoăn nói mẹ Tết năm nay sao không thấy anh về. Mẹ quay mặt dấu che ngấn lệ chực tuôn trào. Thằng Út nói anh hai có hứa Tết này sẽ mai nhiều tụi con, hay là anh không còn thương nên mới không về thăm con thăm má. Nè đừng nói bậy con, nó thương mấy đứa tụi con thương mấy.